Bếp à, này bếp này là bếp phun xòe nhất để anh tưới cây. Bếp này để anh phun xịt thuốc trên cao. Còn bếp này là bếp để anh xịt rửa gầm xe rồi. Trên máy em đang gắp một bếp 40 độ nữa. Là trên máy này đây. Đây này. Là gắn vô đâu ta? Đúng rồi. Nhấc lên. Ấn xuống để bỏ tay ra. Ok. Xong là mình lắp cái. Rồi được rồi, vậy là bóp súng là chạy á. Súng để cho nó hút nước lên. Giữ nguyên súng để cho nó hút hết cái dây rồi. Rồi bây giờ anh nhìn này, ở dưới đồng hồ này nó đang là cái đồng hồ này nó đang là 13 tí là hết áp của nó rồi nè. Anh chỉnh là anh bật nó vào là nó lên nên là hết áp rồi. Anh rửa thử đi. Đây là cái bếp dội tâm. Anh đưa lên đầu xe đây, anh nhìn thấy là nó đi xa được bao nhiêu mét à? Cái đường xuống dưới bê tông kìa, anh thấy là cái áp lực của nó rửa xe kìa. Đâu, anh dọi xuống cái bê tông á, anh dọi vòi nó xuống thấy không? Thấy áp lực mạnh của nó không? Đó, rồi anh xịt vào xe anh thấy. Rồi anh nhả tay ra. Rồi anh thay cái bếp thứ hai, bếp màu cam. Màu cam thì nó sẽ nay rộng hơn và nhẹ hơn để xịt vào trên cái mui xe á. Nó không bị trơn đó. Khi mà anh xịt ở trên cái phần nhựa của xe thì anh dùng cái này thôi. Đó. Nó rất là mạnh, anh đưa gần vào là anh thấy này, anh nhả súng ra này. Anh nhìn là nếu mà anh dùng cái kia này nó sẽ bong sơn này. Đó, tầm này là được rồi, nó không có bị chảy sơn. Còn cái kia nó hơi mặn à? Cái đó là rửa gầm xe. Mấy lại những cái chỗ mà bằng nguyên liệu sắt thép. Cái rồi bây giờ đây. Cái này là mình dùng cái đỏ hả? Rồi rửa trên mui xe hoặc là rửa xe máy thì dùng cái bếp cam. Bây giờ đến bếp xanh này anh tưới cây. Tưới cây xịt thuốc ạ. Anh thay cái bếp xanh. Bếp xanh thì sẽ nghe rộng hơn. Đó. Rồi anh bóp súng. Cứ bóp đi. Đó, độ nghe của nó rộng hơn, anh đưa cao lên anh thấy. Anh đưa cao xịt ngẩng lên anh thấy cái bụi xương, ví dụ như xịt thuốc hay là xịt cây á. Rồi. Hoặc là anh xịt cái này mình đưa tay được không? Không, đưa tay mà đưa xa là không chết tay á. Rồi ví dụ như là tay nó chết không? Đưa xa ra khoảng đưa xa ra khoảng 1 mét là được. Rồi, ví dụ như anh xịt rác á, anh dùng cái này nước nó đi nó lùa nhanh. Rồi, bây giờ là nếu mà tưới cây thì anh dùng cái bếp trắng. Tưới lan thì anh dùng bếp trắng. Trắng không được lại. Anh thấy bếp trắng rồi. À, bếp này là chuyên dùng để tưới cây á. Đó, anh thấy không? Được. Còn anh muốn giảm thì anh sẽ chỉnh cái kia thấp xuống thì nó yếu hơn nữa. Mặn ngược ra, mặn ngược chiều kim đồng hồ. Vặn thử đi. Vừa bóp vừa vặn không? Vừa bóp vừa vặn đều được hết. Vặn đi, mở ra, mở ngược chiều kim đồng hồ đã. Đúng rồi, càng xuống nó càng hạ. Đó, tới cây anh để khoảng tầm 6-7 kg thôi, đó. Tầm này là anh nhìn, anh ngửa nó lên này, nhìn anh nhìn tới cây này, anh đâu có đứng gần nó, thấy không? Đã không? Quá đã luôn. Đó, nhưng anh nhả súng ra là nó sẽ tự ngắt, tại vì nó có cái ngắt áp tự động kìa. Đó. Đó, anh đi thì anh cứ cầm dây anh kéo đi, là tự nó xoay ra. Đó. Đó, anh cứ đi là dây nó sẽ ra. Dây này được 10 mét ạ. 15 mét ạ. Rồi, bây giờ là anh đi vào, ví dụ như anh nghỉ thì ngắt súng đi, anh nhả súng ra rồi anh cuốn dây lại. Đó, đúng rồi, cầm mấy cầu này quay lại thôi. Rồi, bây giờ là anh nghỉ hẳn thì anh tắt motor đi. Tắt công tắc đi. Rồi, tắt công tắc chỉ cho anh ạ. Đó, công tắc ở dưới đó, ở dưới gầm nó có cái công tắc. Tắt đi, tắt công tắc đi. Rồi, khi mà tắt công tắc á, anh muốn tháo dây hay làm gì thì anh xả cái áp ra phát, tại trong nó có áp này. Khi tắt hết rồi anh xả áp, anh bóp cái. Rồi, nó hết áp. Đó, ok. Gắn nó vô đây, rút điện ra, kéo nó vô nhà, cất. Rồi, mỗi lần mà sử dụng là mình phải hút gắn cái giò nước vô đây.